bài này không phù hợp cho phụ nữ, thằng nào mà chỉ con gái tập bài này tao bá chết. Ê, cái này là cái thế khó nha, Duy mới giỡn được cho ba, cái thế này bị khóa khớp. Nó bị khóa khớp, chỗ này hoàn toàn không có miếng lực nào cả, để nó đè một cái lùng luôn á. Tại vì Duy mạnh á, Duy mới chơi vậy thôi. Đè, đồ mày chết rồi. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog thực hành của gym chúa. Hôm nay là Duy sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy tập mới, chỉ có trong hệ thống THOL quận 12 và THOL quận 9 thôi. Tại vì THOL quận 12 và quận 9 nó cái diện tích nó rộng quá các bạn, nên mình để được nhiều máy. Bình Tân thì nó hơi chặt chốc đỉnh đó, để Bình Tân thì để máy VIP, còn ở bên ở đây thì nó VIP cũng có, xong rồi những cái máy mà lạ lạ cũng có nữa. Đây là một cái máy mà nó cũng không phải nó lạ gì, nhưng mà giờ ít ai người ta trang bị. Tại vì sao? Tại nó tốn chỗ, và thứ hai là nó gọi là dạng mà nó xa xỉ, không chỉ ví dụ dân chơi nó dám chơi thôi. Cái máy này kêu là Hack Squat. Các bạn sẽ thấy cái phiên bản máy này ở THL quận 6 xưa có. Hồi xưa là máy nó kết hợp 2 trong 1 giữa leg press và hack squat. Ở cái động tác hack squat này là động tác luyện cơ nha. Nó không chuyên về trend, nó không chuyên về sức mạnh như bài squat, mà nó là luyện cơ. Còn bài squat thì nó toàn diện hơn, còn bài này nó phân khúc là luyện. Luyện là sao? Tức là chúng ta hành hạ cơ bắp chúng ta ở một cái răng nào đó, ở một cái góc độ nào đó, để cho nó đẹp thôi. Biêu nó đây cho đẹp, chỉnh chu tỉa nó đồ. Đó, bài này nó vô cả chân luôn, mông thì ít hơn, nên bài này không phù hợp cho phụ nữ. Thằng nào mà chỉ con gái tập bài này tao bá chết. Đó, con gái tập bài này nó bự cái đùi, nó xấu ba. Con gái thì tập bài squat là đẹp, bài này không được nha. Con gái không có chơi hack squat, nên nhớ bài nào chơi được thì chơi, chơi không được thì nó rõ ràng. Vô cái đu đu đi, bài này sẽ khó tập hơn, nó khó tập bài squat. Là cái thằng kia nó squat rành rồi mà qua đây nó hack squat chưa chắc được. Tại vì cái bài này nó là bán free quay, tức là nó free quay một phần thôi chứ không phải quay tất cả, mà nó cái form người nó xuống nó hơi lạ lạ. Bình thường con người ta đứng thẳng vậy đỡ chóng mặt, giờ đứng xéo xéo gì đó đạp kỳ đó. Đó, để như vô minh họa đường đi cho bạn này, nó ăn vô cơ ngoài, cơ đùi, thấy không, ách rô ách bích gì đó, nguyên cái mảng này luôn. Đùi sao một chút, bắp chuối với mông hầu gì rất ít, ở một mức tạ vừa phải. Bà không có tập nặng, nhưng mà đồng chí mấy đồng chí tập nặng nó đè cho lùng người luôn á. Hồi nãy chị nói làm sao ta, mặt phải là vô người, mặt trái là vô thiết bị, nó thấm vô máu rồi, nó không có lộn được, bảo đảm đi. Bạn nhìn đi sao thấy đó, khi xuống là cái form người phải thẳng nha các bạn. Bây giờ mình giả bộ xuống đó. Nên kinh nghiệm của Duy là để chân phải để mặt ngoài, không để ở đây, để ở đây xuống nó gãy khớp chết bà, không đúng, không đúng kỹ thuật. Để rồi nè, không đó, đầu tựa vô đây, đẩy lên kịch, khép hai cái cây vô, hai cái kiến lắp kỳ quá ba. Từ các bạn, tại vì á Di soát khỏi cái đuổi cái quận chạy lên, chạy lên kỳ quá. Rồi, ok từ nha, rồi chỉnh chu lại. Ê, cái này là cái thế khó nha, Di mới giỡn được cho ba, cái thế này bị khóa khớp. Nó bị khóa khớp, chỗ này hoàn toàn không có miếng lực nào cả, để nó đè một cái lùng luôn á. Tại vì mạnh á, Duy mới chơi vậy thôi. Đó, khép vô, kịch. Rồi, cầm. Nè, xuống nè. Đó. Ủa sao khó tập cho ta? Đó. Không. Tới đây cũng đủ răng rồi nè. Tới đây cũng đủ răng rồi. Tới đây cũng được. Bài này nó khó khóa lắm, như vậy mới là khóa nè. Bà nhìn cái vị trí khóa khớp. Nhưng mà tôi mạnh nó tôi khóa không sao đâu, tôi khóa bốn cục tôi mới chết. Tôi khóa hai cục tôi mới chết đâu. Đây khóa khớp, đây đúng khớp nè. Giữa cái khóa khớp và cái không khóa khớp, đây là khóa khớp. Đây là đúng. Đây là khóa, đây là đúng. Đây là khóa, đúng khóa, đúng khóa, đúng vậy hết mẹ. Ngu luôn rồi. Tới đây đủ răng. Đó, đây tới đây hết full răng. Ở đây là háp răng, cái vùng nào tập vậy là háp răng. Đó, háp một phần nữa đó. Full răng, đủ răng, cũng nhức đầu lắm, đủ nhưng mà chưa full, đủ sướng á, full là khác rồi,
xuống lên, xuống lên. Được không ạ? Ý nói gì? Khớp gối nguy hiểm, khớp gối nguy hiểm. Bạn tập cái này bạn phải thả lỏng khớp gối. Có mấy thằng lần đầu tiên làm chuyện đó nó căng cứng á mấy bạn. What? Tâm lý nó cứng á, nó căng cứng á, nó không có nguyện chuyển mềm mại được. Nó xuống vậy nè. Má, nó làm nghiêm túc quá mà chính cái nghiêm túc nó mới chết đó. Thả lỏng, xuống bình thường. Nói chung nhẹ quá, chán quá, lên tạ giùm anh đi Phong. Yes. Double nha. Ok các đồng chí, cái bài này có một chỗ phải chỉnh vị trí máy. Đó là ở này nè. Nào lùng á, chỉnh lên. Lùng nha. Lùng chỉnh lên, cao chỉnh xuống. Di cao lên, di chỉnh thấp mức thấp. Lùng chỉnh lên. Tập sai là hại khớp. Tập sai là hại khớp nha. Cái này nó cũng có bảo hiểm. Cái cây này là cây bảo hiểm nè. Này không có chết đâu, sợ. Không chết, sợ thôi. Không chết vì bị đè, chết vì bị sợ. Tự nhiên xuống để bùng cái má ép tim. Bài này có thể đeo đai cũng được, không đeo đai cũng được. Bây giờ Duy chỉ bằng tới vị trí lưng. Nãy nằm thôi đâu thấy lưng đúng không? Chân nãy chỉ rồi, để đây. Phun răng hấp răng chưa được, cái lưng. Cái lưng. Lưng bao giờ cũng phải để được cây hàng vô đây nha. Lọt lọt vô đây nè, cái lưng nó không có được tựa sát. Cái lưng nó phải võng. Không. Vị trí lưng quan trọng, thằng nào tựa vậy là chết bà đó nha ông nội. Vô. Hí. Ép vô. Xuống. Nó, tạ nó đúng sức rồi đó, nó phê phê rồi đó. Dồn lực vô gót nha. Giả bộ, giả bộ bị đè đi. Đè đi. Mình diễn một lần thôi. Đè, đè. Rồi. Ủa còn sống hả? What? What the hell? Chỉ có máy THOL thôi. Máy bay cho khác đè chết luôn. Máy dẻo thật chứ. Công nhận dẻo thiệt bạn. Thằng nào đè mà cái thế này á là cái như nó tét háng rồi. Ê đừng quay mày. Sao kìa? Má, đúng là tai nạn thật chứ. Tập gym mà bị tai nạn hoài. Sao khỏi răng này trời. Nó nói cái bài tập hắc quắc này đó, nó tạo cho bạn một cái cảm giác hoàn toàn khác so với bài squat truyền thống. Thì cách tập bài này chúng ta nên tập sau bài squat. Chúng ta dành thời lượng sức mạnh, độ tập trung, tỉnh táo thời trai trẻ, tinh túy nhất của chúng ta vô cái bài squat. Tập xong mỗi qua đây tập lại bài này hai hiệp thôi cũng được. Hai hiệp tập mức tạ vừa thôi. Thường thường á thì cái mức tạ bên đây á thì nó sẽ bằng mức tạ bên kia. Bằng là đẹp. Đừng có ham hố, đừng có nhìn mấy thằng trâu mộng ở trên mạng nó bị đặt làm màu, chụp tấm hình này nọ kia dễ ghép thêm tạ đó ba. Giỡn hoài mấy thằng Photoshop đủ trình chuối ghép méo tạ. Ví dụ như vợ dễ lắm bạn, mấy thằng chụp hình á thường thường á nó tập chừng 3 cục thôi, nó diễn cho nó sâu vô. Đó. Nó vô toilet nó tắm nước cho nó ướt mồ hôi ra. Nước nhìn như mồ hôi vậy đó. Xong rồi diễn sâu vô. Xong rồi nó chụp về Photoshop ghép thêm 30 miếng. Má ơi mạng gì chụp ghê vậy ba. Còn khi mà tụi nó chụp hình á, tụi nó không có tập nặng đâu. Tập nặng nó sẽ mất đi cái thần thái. Tập nặng là phải quay video phải máu đi nữa. Wow. Rồi vô nha mấy đồng chí. Hồi nãy là bị tạ đè đúng không? Má con nào tạ đè hoài cũng chết trời. Lúc nãy mới đè bên kia một cái. Vô. Má nó đè lùng người luôn nổi. Má dậy sao lên. Dậy sao lên. Ê để lên sao mày. Má ác thật chứ. Này như full squat tình yêu vậy đó. Má ơi rồi. Má sao lên mày. Ê lên nổi nào cho tiền tao không. Nope. Trời ơi không lên nổi luôn mày ơi. Ráng không. Ráng không mày. Ráng lên không.
mẹ ngu cái sao gán. Tháo tạ rồi lên anh Phong. Mẹ điên này ngu cái sao gán. Cái này là vị trí chết rồi ba. Quá giỡn hoài. Đừng có ráng nha mấy bố. Ráng nói sao đủ xui. À, gọi gắn tải vô. Cái vị trí vừa rồi là vị trí chết. Giống như bài Sun Quắc vậy đó. Tập này nè. Lên muốn tạo quá nặng chết ngắt. Ngu gì lên 120kg chứ bộ giỡn hả ba. Thật ra bài này nó cũng có gì nguy hiểm mấy bạn. Nó bảo hiểm hết rồi. Nhưng mà những cái mà Duy diễn trong clip á, minh họa trong clip thì các bạn cố gắng, các bạn tập theo và tránh những cái sai lầm. Lên đo tạ, đo tạ, đo tạ rồi chơi. Thả lỏng khớp nha, quan trọng nhất bài này thả lỏng khớp. Tới đây nè, dừng. Đùi sụi luôn rồi. Hồi tập tầng này gió mát thiệt bạn. Gió ngoại đùa gió mát ghê. Diễn thôi, ý nó là tụi bay tập vô, tụi bay thở vậy đó. Tụi bay tập mà để vô, tụi bay thở vậy đó. Còn hình như Nguyễn Kim Chúa rồi, tập đóng diễn thôi. Hết clip rồi, cắt ngắn, camera nó dựng. Like, share. Coi chùa ăn đam thấy bà luôn á nha. Nhất là mấy thằng trẻ trâu không có comment trong video của anh nha. Anh nói nghiêm túc tụi mày rất là nhiều lần rồi nha. Tụi mày chẳng có cái con khỉ gì để mà trẻ trâu với tao hết á. Tập gym không bằng tao. Có ngày mày chê tao chê cái gì. Xin lỗi nha. Miễn sao phụ nữ thích được rồi mày. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Coi chùa hoài.